Xin chào tất cả các bạn, mình sẽ bắt đầu thông tin tình hình dịch Covid tại Bến Tre tính đến chiều ngày hôm nay. Có những nội dung như sau. Thì đầu tiên mình sẽ nói đến Tiền Giang. Tiền Giang trong vòng 24 tiếng ghi nhận là 232 ca dương tính, nâng tổng số ca tại tỉnh Tiền Giang là hơn 1.000 ca. Bến Tre sáng hôm nay ghi nhận thêm là 2 ca dương tính, nâng tổng số ca tại Bến Tre là 172 ca. Và thông tin chi tiết các ca ở tất cả các huyện trên toàn tỉnh. Và mình sẽ bắt đầu thông tin chi tiết bản tin chiều ngày hôm nay. Trước khi bắt đầu, mọi người nào chưa đăng ký cho mình xin một cái đăng ký nha, bên dưới nha. Mình rất cảm ơn bạn rất là nhiều. Thì đầu tiên là tại sao nhiều người thắc mắc là tại sao mình lại nói đến tình hình của Tiền Giang. Tại Tiền Giang nó sát bên mình nên mình phải nắm bắt rất là rõ. Thì Tiền Giang hôm nay là ghi nhận, sau khi ghi nhận thêm 232 ca nữa là nâng tổng số ca tại Tiền Giang là 1.020 ca. Và thêm 9 ổ dịch phát sinh. Thì số ca Covid tại Tiền Giang đã xuất hiện trên 10 trên 11 huyện thị xã thành phố tỉnh Tiền Giang với 114 ổ dịch và đã có 12 người tử vong. Thì còn Bến Tre thì sáng ngày hôm nay ghi nhận thêm 2 ca dương tính mới, nâng tổng số ca tại Bến Tre là 172 ca. Thì sáng ngày hôm nay Bộ Y tế cũng xác nhận Bến Tre thêm 17 ca dương tính. Đây mọi người để ý rõ nha, đây là thông tin của Bộ Y tế thì nó sẽ chậm hơn Bến Tre một ngày. Thì Bộ Y tế vừa cấp mã số bệnh nhân cho Bến Tre thêm 17 người nữa, là nâng tổng số ca tại Bến Tre của Bộ Y tế xác nhận là 164 ca. Thì còn 2 ca dương tính tại Bến Tre sáng ngày hôm nay á, là được ghi nhận mới tại xã Tân Thủy, huyện Ba Tri, đang được điều trị theo dõi tại Bệnh viện Dã chiến số 2, tức là Bệnh viện Y học cổ truyền. Trong đó một trường hợp làm nghề bán cà phê do test nhanh sàng lọc dương tính. Trường hợp còn lại là sống chung cùng nhà với bệnh nhân Covid-19 đã được ghi nhận và đã chuyển tới bệnh viện điều trị y học cổ truyền. Thì tiếp theo là mình sẽ thông tin chi tiết về tất cả các ca ở tất cả các huyện. Mà để bắt đầu thông tin chi tiết ở tất cả các huyện, mọi người, mình cũng nhắc mọi người luôn là mọi người khi mua lương thực thực phẩm, mặc mọi thấy trên hình lương thực thực phẩm là sáng này là có thông tin trên mạng là mọi người đi mua lương thực rất là nhiều như vậy rất là nguy hiểm. Mọi người khi đi ra đường nhớ mang theo chai sát khuẩn, nhớ có kính bảo hộ phía trước và nhớ là đeo bao tay và khẩu trang khi về, là bao tay mình có thể giặt lại nhưng khẩu trang mình nên bỏ đi, và mình nên nhớ sát khuẩn, tại vì bây giờ mình tập trung đông người để mà mua lương thực như vậy thì cũng rất là nguy hiểm. Mọi người thấy trên hình sáng này á, mình không biết hình này là thật hư như thế nào, nhưng mà là do trên mạng chia sẻ thì mình sẽ chia sẻ lấy với mọi người. Thì là mình lại sẽ lại tiếp tục đến với tất cả các ca ở tất cả các huyện. Thì đầu tiên là thống kê thông tin về số ca bắt tính đến ngày 17 tháng 7, tức là ngày hôm qua nha, chứ không phải là thông tin đến ngày hôm nay nha. Là F0 là 170 F0, thì thêm 2 ca sáng nay nữa là 172. Thì F1 là 1.398 trường hợp, F2 là 8.460 trường hợp. Trong đó là tại huyện Chợ Lách đó, là có 1 ca là do test nhanh tại cầu Rạch Miễu, Mỏ Cày Bắc tại xã Hòa Lộc là 1 ca, Mỏ Cày Nam tại Định Thủy là 1 ca, Châu Thành thì có 2 xã là An Khánh và Tam Phước, mỗi xã đều là 1 ca. Ở thành phố Bến Tre thì phường 5 là 8 ca, Phú Tân là 1 ca, Bình Phú là 2 ca, phường 6 là 4 ca, phường 7 là 2 ca, Phú Hưng là 5 ca. Còn ở Bình Đại là ở Long Hòa với Lộc Thuận là mỗi xã 1 ca, ở Phú Long với Phú Vang mỗi xã là 2 ca, ở Định Trung là 3 ca, Bình Thới là 3 ca, cái 3 ca Bình Thới là do test nhanh ở cầu Rạch Miễu, ở thị trấn Bình Đại là 2 ca, Bình Thắng là 2 ca, Thừa Đức là 8 ca, Thới Thuận là 7 ca, Dòng Trôm là 1 ca, Đông Mỹ là 1 ca, Hưng Nhượng là 3 ca, thị trấn Dòng Trôm là 3 ca, còn Bình Thành là 12 ca. Còn tại Ba Tri, tại xã Bảo Thạnh với xã Tân Xuân là 6 ca, Mỹ Chánh là 1 ca, Phú Lễ là 10 ca, Bảo Thuận là 16 ca, trong đó ở Bảo Thuận có 1 ca test nhanh tại cầu Rạch Miễu. An Bình Tây là 1 ca, thị trấn Ba Tri là 6 ca, An Thủy là 7 ca, An Hòa Tây là 22 ca, An Nghệ Trung là 4 ca, còn ở An Hiệp với An Nghệ Tây là mỗi xã 1 ca, còn ở Thạnh Phú là An Thạnh là 4 ca, Thạnh Phong là 1 ca, còn An Nhơn là 1 ca.
Tổng số ca này là 170 ca được ghi nhận tại Bến Tre tính đến ngày 17 tháng 7 năm 2021. Thông tin chiều ngày hôm nay mình xin kết thúc tại đây. Thì các bạn theo dõi mình thì mình sẽ cung cấp thông tin tối ngày hôm nay để các bạn nhận được sớm nhất nha. Thân ái chào tạm biệt các bạn.